Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái quạt, cách thay cuộn dây đồng và cách đo để biết cuộn dây đồng hư để mình thay. Rút cái nút trên này ra. Thì gấp tháo thì chắc các bạn cũng tự biết rồi nha. Các bạn muốn cho nó đỡ rườm rà sợ cấn gãy cái nắp này thì các bạn mở luôn cái nắp này, còn nếu không mở thì cũng được. Rồi đây là cái quạt nó bị đứt còn dây đồng nha các bạn, nhưng mà cái này là dây nhôm thành ra nối lại không được, thành ra bây giờ mình quyết định là thay cái cục dây đồng này. Để thay cục dây đồng này thì trước tiên các bạn phải mở bốn con ốc này ra. Đây đây bốn con ốc này. Khi mở bốn con ốc này xong thì các bạn phải mở thêm cái con ốc này nữa, ốc để mà nó quay qua quay lại á các bạn, thì mới gỡ cái này ra được. Bây giờ chúng ta sẽ này ra. Đây, các bạn rút cái này ra. Đúng ra cái này nó có một cái dây để nó cột cứng cái này lại các bạn nha. Nhưng mà nó bị đứt, thành ra nó bị đứt cọng dây đây rồi. Bây giờ mình phải thay cục dây đồng này. Đó, phải thay cục dây đồng này, các bạn gỡ nó ra. Thì nếu mà nó cứng quá thì các bạn phải gỡ luôn cái phe này ra. Gỡ cái phe này các bạn. Với cái kìm kẹp bẻ mặt thành ra cái phe này nha. Các bạn đẩy lên lại. Tại vì cái này rút ra đường này không được, các bạn ra phải rút đường này, phải gỡ ra hết. Đó. Phải gỡ ra cục dây đồng. Cái dây này nó đã đứt rồi thì mình bỏ ra luôn nha, đứt luôn cho rồi. Thì đây là cục dây đồng mình đã gỡ ra. Và trong thời gian này thì các bạn sẵn mở qua ra thì các bạn phải lau chùi cái cốt này đi nha. Cái này thì nó còn mới, mình không có thay cốt nha các bạn. Nếu mà cái cốt này mà nó bị mòn quá thì mình phải thay cái cốt và thay luôn cái chén bạc thau trong đây nha các bạn. Đó, đây nè.
Còn nếu mà cái này nó còn mới, nó chưa có bị thì mình chỉ lau chùi cho sạch rồi mình cho dầu nhớt vào thôi. Thì ở đây cái quạt này nó còn mới, thành ra mình sẽ chùi bằng xăng nha các bạn. Mình lấy miếng xăng mình rửa cho nó sạch cái cốt này đi. Đó. Rửa cho nó sạch cái cốt này. Bên đây nè. Rồi các bạn lấy cái nhíp đó, các bạn rửa cái lỗ này nữa. Rửa cho nó sạch nha. Xong rồi các bạn lấy một miếng miếng vải cũng được nha các bạn, có không cần thiết phải là bông gòn nha. Đó. Mình sẽ lau sạch nó đi. Lần nữa cho nó sạch. Đây, và đây mình đã mua cục dây đồng mới nha các bạn. Đây là để dây đồng một mới 100%. Dây đồng. Thì cái dây đồng này nó có hai, có nhiều loại nha các bạn. Cái này là loại 46 nha. Còn nếu các bạn nhỏ hơn là 44. Nó thông dụng là 46 và 44. Các bạn phải thử để mới thử được, các bạn phải lấy cái loại này, các bạn nhét và thử coi nó có lọt không. Đó, cái này nó lọt vừa vậy là đúng của nó. Rồi. Các bạn sẽ cho nhớt vào trong trong cái đây, các bạn sẽ cho nhớt vào trong mấy cái lỗ này và cái cốt này à. Thì nhớt thì nó cũng không cần đòi hỏi nhiều nha các bạn, chỉ cần một chút thôi. Đó. Thì chúng ta nhớt vào. Các bạn lấy nhớt sạch đó. Trong thời gian các bạn này, các bạn sẽ cầm cái đầu này trước đây, các bạn sẽ cho cái cốt vào đây, sẽ quay cho nó. Đó, trơn cho nhiều vô nha các bạn. Nếu các bạn muốn thì các bạn sẽ cho ra thêm một chút dầu nữa. Rồi,
các bạn sẽ lau cái này đi để nó sát cái dấu tay của mình đụng vào á, nó sẽ có mồ hôi, nó sẽ mau bị sát. Rồi xong, các bạn sẽ lấy cục cái đồng bỏ lên. Đây, các bạn sẽ bỏ cho mấy cái dấu này nó vô trong cái này. Tiếp theo đây là cái nắp, thì cái mé này là nó quay lên trên, cái dây thì nó phải luồn ra đường này nha các bạn. Đó, dây nó phải luồn qua đường này. Cần lắc cho nó vô cái khớp á. Vô khớp xong, các bạn lấy cái kềm, các bạn khỏi nhẹ một cái, xong các bạn bỏ bốn ốc vào còn lại. Các bạn chỉ quằn vừa nhẹ vừa tới thôi nha các bạn. Đó, chỉ vừa nhẹ thôi, tự mình còn chỉnh nữa. Khi các bạn vừa quặn tới thì các bạn xoay thử, thì cái cốt này nó rất là cứng, không thể nào quặn được. Thì lúc đó các bạn sẽ dùng một cái kềm hoặc cái búa, các bạn sẽ cọ, thì cái cốt này nó sẽ nhẹ các bạn nha. Mình sẽ cọ cho nó đều thì nó sẽ nhẹ hơn. Cọ nhẹ thôi nha các bạn, cọ mạnh quá nó bị nứt cái khung à. Đây, giờ rất là nhẹ rồi. Đó, mình xoay mình thấy nó nhẹ là được nha các bạn. Xong rồi bây giờ mình mới siết cứng nó lại. Bây giờ nó rất là nhẹ rồi các bạn. Đó. Rồi, cái phần này mình đã xong. Bây giờ mình sẽ luồn cái dây điện này vào trong đây để mình hàn vào. Các bạn sẽ làm cách nào á là các bạn tùy cách các bạn thôi. Các bạn luồn từ đây vào nha.
Thì muốn các bạn sẽ gỡ luôn cái phần nắp này ra, gỡ luôn cái cắt cái khúc này luôn như vậy nha. Giờ các bạn sẽ luồn dây vô. Băng luôn dây xuống. Băng luôn dây này bạn để bao nhiêu đây để cho nó khi mà nó quay qua quay lại là vừa rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách đấu dây nha. Nếu các bạn không rành thì các bạn gỡ cái này ra, dây số màu gì các bạn hàng là y màu đó, tự dây này nó cũng y vậy nha. Còn nếu các bạn không biết thì có thể đây là cái sơ đồ của nó cũng có nè, dây xanh là 1 nè, dây vàng là 2 nè, dây 3 là trắng nè, có ghi dây số hết nha các bạn. Rồi dây qua tụ là dây đỏ nè, dây xám này là dây vô nguồn nè, đó nó có ghi hết. Để các bạn muốn xác định được cuộn dây đi đồng là còn hay là hư, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn luôn là các bạn dùng đồng hồ nha các bạn. Các bạn dùng đồng hồ, các bạn để thang nhân 10 nha, cái này nhân 10 nó mới dễ đo nha các bạn, nhân 1 nên lên ít lắm, để thang đo ôm nhân 10. Xong các bạn đầu tiên
Thì đây là cái sơ đồ đây nè các bạn. Nó sẽ gồm một cuộn dây làm việc qua 3 dây số và một cuộn dây khởi động qua tụ. Thì các bạn sẽ đo mấy cuộn dây này nó phải thông nhau hết. Còn nếu mà có một dây nào đứt thì nó sẽ không hoạt động. Thì bây giờ nếu muốn đo thì các bạn phải chấm một đầu dây này và chấm đầu dây này thì nó sẽ lên, và đầu dây này cũng lên là ok. Còn nếu mà một trong máy này mà nó đứt thì là cuộn dây đồng nó bị đứt nha các bạn. Đây nó thực tế là cái này đây. Thì ba dây này là ba dây số nha các bạn. Ba dây số được các bạn đo thì nó phải lên hết. Đây, đó, kim đồng hồ nó phải lên hết nha các bạn. Đó, nó lên nhưng mà lên một mức nào thôi nha, chứ không phải lên hết kim. Đó, đây là dây khởi động, còn đây là dây làm việc. Nếu các bạn đo từ dây làm việc và dây khởi động, hai cuộn cũng lên cũng là đúng. Nói chung là đo chiều nào cũng lên, có một chiều nào đứt thì còn đó là hư. Rồi bây giờ mình sẽ hàn vào. Mình sẽ hàn vào nha các bạn. Đây là cái bộ hộp số nha các bạn. Mình sẽ hàn vào. Dây xanh là số 1 nè. Đấy, có sơ đồ này nha các bạn. Dây xanh số 1, dây vàng số 2, dây trắng số 3. Rồi, 3 này là 3 dây số nha các bạn. Còn dây này là dây làm việc. Dây xám dây làm việc, còn dây đỏ này là dây khởi động. Và đây là cái tụ. Thì các bạn đầu tiên sẽ hàn một cái dây đỏ vào cái tụ trước. Xong rồi một dây nguồn là nó sẽ vào, dây nguồn nó sẽ vào chung với một cái dây xám này nha.
đây, mình đã hàn xong nha các bạn. Đây là hai dây nguồn vào nè, một dây nguồn vô thẳng hoặc tụ với một cái dây xám, còn một dây là vô số, vô cái công tắc số. Một dây đỏ này là nó vô cái tụ nha các bạn, đó vô rồi như vậy. Rồi xong các bạn sẽ ráp cái này vô. Xong các bạn ráp vào. Đây, bây giờ mình sẽ cắm điện vào các bạn xem nha. Đây, nó đã quay rồi đó các bạn. Các bạn bật số đây. Cái nút này có thể sai, các bạn rút ra cắm lại nha. Rồi, bật. Các bạn đây đã và còn đã quay. Rồi giờ các bạn chỉ ráp cái nắp này lại nữa thôi nha. Cho các bạn sau khi hàn dây xong thì mà mình đã lắp lại. Và bây giờ mình cắm điện vào cho quạt để thử nha. Rồi ok, quạt quay rất mạnh nha các bạn. Rồi chúc các bạn thành công.